một lần nữa và một và hai và ba và bốn căng ra tốt. Chào các bạn, vừa đúng lúc chúng tớ đang tập thể dục nhịp điệu cũng siêu nhẹ. Sammy, tớ bảo muốn căng cơ một chút, của tớ không phải như thế. Có phải lưng cậu đau sau khi ngồi làm việc mà cậu nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn, đúng các bạn? Huấn luyện viên Sam sẽ không hướng dẫn sai đâu. Cậu có thể nhắc lý do tại sao cậu trở thành huấn luyện viên riêng của tớ không? Chẳng phải rõ ràng sao? Slime là sinh vật linh hoạt và năng động nhất, thấy chưa? Được rồi, tốt thôi. Thế tiếp theo là gì ạ? Thế thì trụ bằng chân trái đi. Xong. Cậu gân, tập trung nào làm theo tớ. Cậu gân. Thôi được, chờ chút nha. Huấn luyện viên Sam không bỏ cuộc. Sammy đi đâu đi? Tớ không trụ được nữa đâu. Sam, cậu bị sa thải. Xin chào một lần nữa các bạn. Lớp thể dục nhịp điệu đã bị hủy rồi, giờ chuẩn bị vào lớp thủ công nha. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một máy chạy bộ cho chuột hamster. Xong. Nhìn này, đây là máy chạy bộ tương lai của chúng ta đấy. Chuột chó mà ơi, ngừng chết đi được. Bắt đầu nào. Sao sao, chuyện gì đấy? Chúng ta quên đo cố gắng mất rồi. Không thể làm máy chạy bộ như thế được đâu. Cậu đây rồi. Nhanh nào bắt cậu ấy lại. Khoan. Bắt được rồi nha. Và đây. Hoàn hảo. Tớ đã xong hết rồi. Đây này, cố gắng phần thưởng cho cậu nha. Tuyệt, hãy ghi lại đặc điểm về bé chuột của chúng tớ nào. Và tới lúc cắt tất cả các chi tiết rồi. Tớ nhờ anh hàng xóm Roger giúp chúng tớ. Anh ấy thực sự rất thạo lắm cái này. Khó lắm á. Và thậm chí còn nguy hiểm nữa. Ở giai đoạn này tớ thường hết là nhờ người lớn giúp đỡ nha. Chúng tớ đã sẵn sàng. Các bạn xem này, Roger thực sự làm rất tốt đấy. Tớ nên nhờ anh ấy dạy tớ cắt đồ ngọt như thế. Thật tuyệt vời. Chúng tớ sẽ làm ra em máy chạy bộ tốt nhất trên thế giới. Nhìn này các bạn, đây là phần dàn cố định một bên của máy chạy bộ. Ta sẽ cần hai, nên khoan ba lỗ lên mỗi thanh. Phải nhờ người lớn giúp cậu khoan đó nha. Chúng ta đang làm rất tốt đó các bạn. Cái thứ lạ kỳ này là gì ạ? Động cơ đó. Một trong những bộ phận chính của máy chạy bộ của ta. Hay ho đấy. Đúng thế. Cậu gần sẽ vui lắm á. Chắc chắn rồi, giờ chúng ta cần phải lắp nó lại. Nhân tiện, các bạn có thích những món đồ thủ công bằng gỗ của chúng tớ không? Hãy để lại ý kiến về những món đồ các bạn muốn xem nhá. Lạ thật, cậu ấy đi đâu rồi nhở? Xem, cậu đâu rồi? Tới ngay. Đây, tớ tìm thấy nó trên sàn nhà này. Cảm ơn cậu, cậu đúng là trợ lý tốt nhất thế giới. Giờ chúng ta cần phải ghép hai phần này lại. Như thế này. Chè một con bu lông vào đây. Và vặn đai ốc vào. Tốt. Thật là một hệ thống phức tạp. Thế tụi mình cũng đang làm một món đồ bất thường mà Sammy. Làm tiếp nào, đóng cái đinh này vào. Tới cái khác. Hãy cực cẩn thận ở giai đoạn này nha. Hoàn hảo. Giờ thì nó là một món đồ hay ho. Với sự giúp đỡ của động cơ này thì băng chạy sẽ hoạt động như đồ thật vậy. Thần linh ơi, chúng ta sẽ có một máy chạy bộ thông minh với một bộ não. Vậy ta có gì ở đây vậy? Để máy chạy bộ hoạt động, chúng ta cần hai ống nhựa loại này. Xem này, đây là các vòng bi. Chúng sẽ làm cho cái ống quay. Tớ biết, người ta cũng dùng chúng trong con quay nữa. Đó là do chúng quay như thế này. Susan, cứu mày. Cẩn thận, Sammy. Đầu tiên đặt vòng đệm vào. Rồi sau đó đến cái ống. Như thế này. Hãy nhờ người lớn giúp để cắt vòng đệm rộng bằng cái lỗ bên trong nhá. Cũng khá nguy hiểm đấy. Đừng làm nó mà không có người lớn giúp nhá. Phần của ống sẽ lắp vào đây. Hoàn hảo. Giờ thì nối chúng lại. Và như thế này. Tuyệt vời. Bước cuối cùng chính là đóng đinh. Cậu xong chưa? Nó xong chưa vậy? Phải Sammy, tớ nghĩ chúng ta đã làm rất tốt. Các bạn ơi, máy chạy bộ của chúng ta sắp xong rồi.
Nhớ phần động cơ chứ. Chúng tớ nối với nút điều khiển để kiểm soát tốc độ của máy. Chú nhớ nó không hoạt động thì sao? Thảm họa thật sự. Bình tĩnh nào Sammy. Tớ xoắn dây điện như thế này để chúng có thể nối với nhau tốt hơn. Và cậu đang làm gì đấy? Dùng não đi. Chưa đã Sammy, đầu tiên ta phải nối dây điện vào động cơ. Hãy cẩn thận. Cậu gần có thấy không? Này, chúng mình đang chế máy cho cậu ấy mà cậu thậm chí còn không mắc làm gì. Sammy, ta chắc là cậu ấy sẽ thích kết quả thôi. Cơ mà, cậu có thấy nút điều khiển ở đâu không? Đến ngay, của cậu đây. Thật lắm Sammy, gắn phần đuôi dây điện vào cục này từ phía đó nha. Tớ thấy bản thân mình như người phá bom ấy. Hãy vặn chặt trứng bằng đinh ốc. Giờ thì lắp bằng điều khiển phía trước vào. Tớ mang nó tới nè, tớ có giỏi không? Wow, cảm ơn cậu Sammy. Tớ nợ cậu một cái pizza không có phô mai lớn nhất. Pizza. Chỉ cần một chút keo vào, đừng để rơi vào người nha. Ấn nó đi. Giờ thì lắp nút điều khiển vào. Như thế này. Khi nào cố gắng mới có thể đánh giá sự sáng tạo của chúng ta đấy. Sớm thôi, sắp xong rồi nè. Chỉ cần dán cái này với keo nóng. Thử xem nào. Hoạt động rồi. Và giờ hãy trang trí nó. Tất nhiên rồi, cuối ngày trang trí. Chúng ta phải làm việc đó chứ. Hãy dán nó vào đây. Xinh đấy, cậu thấy sao? Quả là một cái tác thực thụ. Rồi, chỉ cần một phần chính nữa phải làm thôi. Gần như quên mất phần chính rồi. Mọi thứ đều được kiểm soát, Sammy. Ba ba bum. Xong. Ta có thể thêm cái gì đây? Tớ biết, thêm nhiều chi tiết hơn. Tiến lên xem, nghề của cậu mà. Các bạn ơi, xem chúng ta đã làm ra cái gì nè. Trời chứ. Cố lên, cố gắng, cậu đang làm rất tốt. Cậu ấy nỗ lực thật đấy. Cố lên. Cố gắng ơi, sắp thành công tới nơi rồi. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ dừng lại. Cậu sao thế? Tôi không nghĩ cho em cho có thể chạy trên máy chạy bộ quá lâu. Chúng tôi đã luyện tập được 3 tiếng rồi, cậu ấy vẫn muốn tập nhiều hơn. Không đời nào huấn luyện viên xem của chúng ta mệt ư? Đừng mong đợi gì quá nhiều từ tớ. Thôi nào, cậu gưng. Tớ hy vọng các bạn thích video hôm nay của chúng tớ. Chúng tớ sẽ rất vui nếu các bạn nhấn vào nút thích và đăng ký kênh của chúng tớ để không bỏ lỡ các video mới. Hẹn sớm gặp lại. Tớ đây, hẹn gặp lại nha các bạn.